Chào tất cả các bạn. Sau chuỗi các bài giảng về góc giữa đường thẳng với mặt phẳng cũng như là góc giữa hai mặt phẳng thì chúng ta qua chuỗi bài giảng về khoảng cách trong hình học không gian lớp 11 cũng như là 12. Ở lớp 11, chúng ta chủ yếu dựa vào cách dựng hình. Chúng ta sẽ dựng là khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng cũng như là đường mặt song song, hai mặt song song. Và cái quan trọng thứ hai là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu là cách chuyển đổi khoảng cách. Thì trong quá trình học, chúng ta sẽ biết chuyển đổi là như thế nào. Và khi chúng ta lên 12, thì ngoài việc chúng ta dựng hình, thì ở một số bài toán, thầy nhấn mạnh là chỉ ở một số bài toán, thì chúng ta có thể dựa vào thể tích hoặc là tọa độ. Đầu tiên, chúng ta đi vào khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Chúng ta tìm hiểu hai dạng cơ bản nhất và sau này chúng ta cũng chuyển về hai dạng này là chủ yếu. Chúng ta dựa vào mặt phẳng để chúng ta phân loại. Loại 1 là mặt phẳng chứa đường cao và loại 2 là mặt phẳng không chứa đường cao. Bây giờ chúng ta đi vào hình vẽ minh họa. Ở đây yêu cầu là tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SHA. Mặt phẳng có chứa đường cao, đây chính là đường cao. Khoảng cách từ điểm đến mặt, tức là từ điểm chúng ta phải dựng được đường thẳng vuông góc với mặt. Thì ở đây chúng ta thấy điểm M nằm dưới mặt đáy, dựng đường vuông góc với mặt phẳng SHA. Thì chỉ cần từ M này chúng ta dựng đường vuông góc với HA là đủ. Ví dụ, okay. Thì từ đây cho chúng ta các bước làm như sau. Khi xác định khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng chứa đường cao, chúng ta bước 1, chúng ta xác định cạnh đáy. Ở hình vẽ này, cạnh đáy là EH. Bước 2. Từ M, chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với cạnh đáy. Ở đây, chúng ta kẻ là MK vuông góc với EH tại K. Thì chúng ta sẽ suy ra được là MK nó sẽ vuông với mặt phẳng là SHA. Thì từ đây chúng ta suy ra khoảng cách từ M đến SHA là bằng MK. Điểm nằm mà ở dưới mặt đáy và mặt phẳng này là chứa đường cao. Sau này nhà những bài toán khác thì chúng ta sẽ có cách chúng ta chuyển về dạng như thế này. Bây giờ thầy nhắc lại loại 1. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng chứa đường cao, bước 1 xác định cạnh đáy. Bước 2, từ M kẻ đường thẳng vuông góc với cạnh đáy, kẻ MK vuông góc với cạnh đáy HA, suy ra MK sẽ vuông góc với SEH. Suy ra MK chính là khoảng cách cần tìm. Qua loại 2 là mặt phẳng không chứa đường cao. Thì thông thường chúng ta sẽ tính khoảng cách từ chân đường cao đến mặt. Và những cái dạng là không phải từ chân đường cao, chúng ta cũng có cách chúng ta chuyển về chân đường cao, chúng ta tính. Chúng ta bắt đầu. Thầy đi vào hình vẽ trước. Thầy sẽ đi vào cái công việc là dựng hình. Như vậy yêu cầu là tính khoảng cách từ H đến mặt phẳng SAB.
Thầy dẫn như sau. Từ chân đường cao H, thầy dẫn đường vuông góc với lại cạnh đáy EB. Thầy đặt đây là K, vuông góc. Nối ít K lại. Và từ H thầy dẫn đường vuông góc với XK. Sau khi thầy dẫn, thầy sẽ nói rõ là cách chứng minh. Ví dụ như là HI chẳng hạn. Khi đó HI sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB. Khoảng cách từ H đến mặt SAB nó chính là HI. Thầy giải thích vì sao HI vuông góc với SAB. Vì HI vuông góc với SK là 1, HI vuông góc với AB. Lý do AB vuông góc với mặt SHK. Bây giờ thầy sẽ đi xây dựng là bước 1 làm gì và bước 2 làm gì. Loại 2, khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên. Bước 1, xác định cạnh đáy. Ở bài này là cạnh đáy EB. Bước 2, từ chân đường cao kẻ đường vuông góc với cạnh đáy. Ở đây chúng ta kẻ HK vuông góc với AB tại K. Bước 3, chúng ta nối đỉnh S và điểm K lại. Sau đó chúng ta kẻ HI vuông góc với SK. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được là HI sẽ vuông góc với mặt phẳng là SAB. Và suy ra khoảng cách từ H đến SAB là bằng HI. Thì công việc là khoảng cách từ chân đường K đến mặt bên. Chúng ta có tóm gọn lại thành 3 giai đoạn. Ngoài việc xác định cạnh đáy ra, chúng ta vẽ HK. Thì cái đường HK đó, thầy tạm gọi đó là đường ngang. HK. Nối SK lại, thì tạm gọi nó là xuống. Và từ H, chúng ta kể HI vuông góc SK. Thầy tạm gọi nó là lên. Như vậy, khoảng cách từ chân đường K đến mặt bên, chúng ta thực hiện ba cộng đoạn chính là ngang, xuống, lên. Lên là bây giờ chúng ta sẽ qua ví dụ cụ thể để chúng ta thấy là việc xác định khoảng cách từ đỉnh đến mặt nó đơn giản đến mức nào. Các bạn bấm dừng video và ghi hai phương pháp này vào vở. Nhớ bước 1 làm gì, bước 2 làm gì. Chúng ta bắt đầu. Bài tập số 1. Cho chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2A. Hai mặt phẳng SAB và SAC cùng vuông góc với đáy. SA bằng A căn 3. Tính khoảng cách. Thì công việc đầu tiên chúng ta xác định được là đường cao. Thì ở video sau thầy sẽ nói thêm là một số cách xác định đường cao, ví dụ như cho một mặt vuông góc với đáy thì chúng ta xác định như thế nào. Bài này là dạng hai mặt phẳng vuông góc với đáy suy ra giao tuyến nếu có sẽ vuông góc. Ở đây giao tuyến XA. Như vậy rõ ràng là đường cao là XA. Ta sẽ nhấn mạnh thêm là XA vuông góc với mặt phẳng ABC. Chúng ta giải quyết xong vấn đề đường cao. Chúng ta ký hiệu vuông góc. Đi vào câu A. Khoảng cách từ B đến mặt SAC. Chúng ta phân dạng. Đầu tiên, chúng ta phải xem thử là mặt chứa đường cao 2A.
hay không chứa đường cao? Rõ ràng mặt SAC chứa đường cao. Điểm bên ở dưới đáy. Các bạn xem lại. Đây chính là loại 1. SAC B. Thì chúng ta chỉ cần làm công việc bước 1, xác định cạnh đáy AC. Bước 2, từ B kẻ đường vuông góc với AC. Khi kẻ vuông góc, chúng ta lưu ý xem thử là tam giác cân hay là tam giác đều hay tam giác thường. Để chúng ta vẽ tam giác đều, đường cao là đường trung tuyến. Ta sẽ kẻ BH. Như vậy bằng BH là xong. Bởi vì thầy đang hướng tới trắc nghiệm nên chúng ta xác định một cách nhanh nhất và trình bày một cách ngắn gọn nhất. Chứ thầy không có đặt nặng là chúng ta trình bày một cách bài bản như chúng ta làm tự luận. Công việc trình bày thì các bạn có thể là trình bày ở trên lớp. Thầy nói lại. Bước 1 cạnh đáy, bước 2 từ B kẻ BH vuông góc với AC. Suy ra ngay BH vuông góc với mặt phẳng SAC. Suy ra khoảng cách nó là BH. Đường cao trong tam giác đều, độ dài là cạnh nhân căn B chia 2 bằng E căn 3. Xong câu A. Câu B. Khoảng cách từ A đến mặt SBC. Mặt phẳng SBC không chứa đường cao. A là chân đường cao. Như vậy đây đúng dạng đúng kiểu khoảng cách từ chân đường cao đến lên mặt bên. Bước 1 xác định cạnh đáy BC. Bước 2 là từ chân đường cao kẻ đường vuông góc với BC. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện công việc là ngang, xuống và lên. Đầu tiên, thầy kẻ đường ngang. Như vậy các bạn lưu ý là khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên thì ba công việc chính đó là ngang, xuống và thầy chỉ lên. Như vậy khoảng cách từ A với mặt SBC là bằng AI. Bây giờ chúng ta đi tính. Đầu tiên AK là đường cao trong tam giác đều cạnh 2A. Như vậy suy ra AK của chúng ta là bằng 2A nhân cho căn 3 chia 2 bằng A căn 3. Tiếp theo, chúng ta thấy SA cũng bằng A căn 3. Thì dẫn đến tam giác là SAK là tam giác cân. Thì đường cao nó là đường đường trung tuyến. Có nhiều kiểu để chúng ta đi đến AI. Bây giờ thầy sẽ nói hai kiểu. Ví dụ là trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền là một. Kiểu số 2 là chúng ta thấy tam giác là S AK là vuông cân, suy ra góc đây là bằng 45 độ. Thì chúng ta có thể là dùng là sin lấy đối chia huyền. Ngoài ra thầy sẽ áp dụng một cách nó hơi dài hơn tí xíu nhưng mà rất hay sử dụng, đó chính là 1 chia cho AI bình
bằng 1 chia cho AX bình cộng 1 chia cho A kê bình. Thì từ đây chúng ta suy ra ngay là AX bằng. Và thầy sẽ lấy máy tính, thầy làm như sau. Thầy bắt đầu nhập vào như sau. 1 chia căn bậc 2, 1 chia cho A bình cộng 1 chia cho B bình. Lý do là 1 chia cho AI nó sẽ bằng căn. Và khi đó AI chúng ta chỉ việc là lộn ngược lên, tức là lấy 1 chia. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào A là cạnh thứ nhất và B là cạnh thứ hai. Chúng ta sẽ nhập vào cái số đằng trước A, AX căn 3, B, AK cũng là căn 3. Như vậy AI là căn 6 chia 2. Chúng ta nhân thức A là xong. Ok nha. Chúng ta qua câu C. Khoảng cách từ C đến mặt XAB. Từ C đến XAB. XAB mặt phẳng chứa đường cao. C là điểm ở dưới đáy. Thì từ C chúng ta chỉ việc là kẻ đường thẳng vuông góc với cạnh đáy. CI chẳng hạn. CE đường cao trong tam giác đều, như vậy nó bằng là cạnh nhân căn 3 chia 2. Căn 3. Như vậy thì vừa rồi chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 1. Bài tập số 1 này nó khá nhẹ nhàng và đơn giản để cho chúng ta làm quen các bước xác định khoảng cách. Bây giờ chúng ta qua bài tập số 2. Lưu ý là phương pháp bước 1 bước 2 các bạn phải gần như là thuộc nằm lòng. Đụng vô là chúng ta phải giải quyết ngay. Nói ngay bước 1 làm gì, bước 2 làm gì. Chúng ta tiếp tục. Bài tập số 2. Chóp XABCD, đấy là hình chữ nhật tâm O. AB là bằng 2A. AD bằng 2A căn 2. SH vuông góc với mặt phẳng ABCD với H là trung điểm. Biết góc giữa mặt phẳng SBC và mặt đáy ABC bằng 60 độ. Đầu tiên, thầy sẽ đi xác định góc SBC và ABCD. Đây là bài xác định góc khá đơn giản, góc giữa mặt bên và mặt đáy. Bước 1, xác định cạnh đáy BC. Bước 2, từ chân đường cao H, kẻ HB vuông góc với BC tại B, vuông góc tại điểm nào thì nó sẽ là góc đó. Chúng ta bổ sung thêm đỉnh chân đường cao. Như vậy, đây là góc SBH hay còn gọi là SBA bằng 60 độ. Chúng ta đi vào câu A. Tính SH có nhiều kiểu để tính SH. Và thầy sẽ làm thêm một kiểu thông dụng nhất, không phải là nhanh nhất, nhưng mà nó là kiểu thông dụng nhất. Ở đây, SH chúng ta đặt vào tam giác là SHB, có góc B 60 độ, SH là cạnh đối, chúng ta có thể tính thêm cạnh kề.
tiền tan lấy đối chia chia kề xong. Thì đầu tiên BH là bằng AB chia 2, như vậy là bằng A. Thì từ đó chúng ta suy ra SH nó sẽ bằng A căn 2 căn 3. Tan lấy đối chia chia kề, suy ra SH bằng BH nhân cho tan 60 độ bằng A căn 3. Xong. Câu B. Khoảng cách từ H đến mặt SBC. Khoảng cách từ D đến mặt. Chúng ta lưu ý mặt phẳng chứa đường cao hay là không chứa đường cao. Mặt phẳng SBC không chứa đường cao. H là chân đường cao. Thì chúng ta thực hiện các bước. Bước 1. Xác định cạnh đáy. Bước 2. Ngang xuống lên. Chúng ta bắt đầu từ H. Có sẵn HB vuông góc. Đây là đường ngang có sẵn. Xuống và lên. Như vậy bài này chúng ta chỉ kẻ thêm một đường duy nhất. Ví dụ thầy gọi là Y. HA. Chúng ta tính HA như thế nào? Thầy cũng dựa vào cái cách tính thông dụng nhất là 1 chia cho HI bình bằng 1 chia cho HX bình cộng 1 chia cho HB bình. Suy ra HI tương tự khi nãy. Kiểu thức khi nãy thầy vẫn vẫn giữ nguyên. Là 1 chia cho căn bậc 2 của 1 chia A bình cộng 1 chia cho B bình. Bây giờ thầy sẽ nhập vào là HS. A căn 3, thầy nhập vào căn 3. B, HB, thầy nhập vào là A. Tức là số 1. Chúng ta có ngay là HI là bằng căn 3 chia 2 A. Chúng ta tiếp tục câu C. Khoảng cách từ H đến SBD. SBD. Từ chân đường K đến mặt mặt đây. À, mặt bên với lại mặt chứa đỉnh nó có cái chung một kiểu làm. Bước 1 xác định cạnh đáy BD. Bước 2 ngang xuống lên. Thầy gọi đây là E. Xuống. Và lên. E. Vô. Như vậy khoảng cách từ H đến mặt SBD là bằng HF. Bây giờ chúng ta đi tính. Thì bài này thầy cũng sử dụng cái cách là 1 chia cho HF bình bằng 1 chia cho HF cộng 1 chia cho HE bình. HE chúng ta đã có. Bây giờ chúng ta chỉ việc là tính thêm HE nữa là xong. Để đi tính HE có nhiều kiểu. Ví dụ ở đây là thầy có thể thấy là HE kẻ vuông góc với BD. H là trung điểm AB. Nếu từ A thầy cũng kẻ đường thẳng vuông góc với BD.
Ví dụ thầy đặt đây là A phẩy chẳng hạn, thì dẫn đó là HE nó sẽ là đường trung bình trong tam giác là A, B, A phẩy, dẫn đến HE bằng 1 phần 2 lần A, A phẩy. Thầy sẽ đi tính đến HE trước. Như vậy HE là bằng 1 phần 2 A, A phẩy bằng 1 phần 2 nhân. Cũng dựa vào biểu thức này, thầy sẽ đi tính là A, A phẩy. Đầu tiên thầy nhập vào AB là 2. Thầy nhập vào AD là 2 căn 2. Như vậy chúng ta được là 2 căn 6 chia 3. Như vậy bằng 2 căn 6 chia 3. Xong HE. Bây giờ vẫn là biểu thức đó. Thầy gọi tiếp. Ở đây HX căn 3 HE căn 6 chia 3. Chúng ta được HF là căn 66 chia 11. Chúng ta tiếp tục câu D. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng SAB. Mặt phẳng SAB, mặt phẳng chiếu đường cao. Khoảng cách từ D. Như vậy bước 1 sẽ định cạnh đáy AB. Bước 2 từ D dẫn DA vuông góc với AB tại A. Suy ra khoảng cách nó chính là DA bằng 2A căn 2. Xong. Câu E. Khoảng cách từ O đến mặt SAB. Mặt phẳng chứa đường cao. Bước 1, cạnh đáy AB. Bước 2, từ chân đường cao O, từ O chỉ đường thẳng vuông góc với cạnh đáy AB. Ở đây chúng ta sẽ thấy là OH nó sẽ vuông góc với AB. Đây là đường có sẵn. Như vậy khoảng cách từ O đến SAB nó chính là bằng O, OH. OH thì 1 phần 2 lần B, BC. Suy ra nó bằng A căn, căn 2. Như vậy, thầy đã giải quyết xong hai bài tập đầu tiên. Để chúng ta làm quen với các bước xác định khoảng cách từ điểm đến mặt. Và các bạn phải lưu ý phương pháp này chúng ta phải thuộc nằm lòng, bởi vì sau này rất nhiều bài toán khoảng cách chúng ta đều quy về khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, nên đây là bài toán căn bản nhưng mà cũng là bài toán quan trọng nhất. Video tiếp theo thầy sẽ lấy thêm hai ví dụ nữa để chúng ta làm quen với việc tính khoảng cách từ điểm đến mặt, và thầy sẽ lồng vào là các cách xác định là đường cao trong hình chóp. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.